Có thể cho tôi xem cái kiếm hay là bộ đồ của mấy bạn được まあ、これの形が有名な日本刀と言われておるものであって、でその中でもこれは太刀と呼ばれるものです。触ってみる。ジャパニーズソウ。Ôi, mình không được cầm kiếm chém. Nakanaka suji ga yoi. Vậy? Anh tố quá, anh... Ôi, có độ nảy. Thế cái giáp này là bằng sắt luôn hay sao? Đạo cụ đạo. Ngày xưa là giáp thiệt. 400 năm 前から我らが着ておった甲冑を今もなおこの甲冑を作っておる職人さんが。Ngày xưa khỏe lắm á, người ta khỏe lắm có thể mặc được bộ đồ này. Riêng bộ đồ không đã nặng rồi.Nhưng mà vậy mới là đao kiếm bất bại. Đó, mặc xong. Ok. 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 Yeah. Tôi hâm mộ mấy tướng quân Nhật Bản lắm.